Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh Hoàng Vũ, chúng ta long trọng cử hành lễ Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, cha nuôi Chúa Cứu Thế và được mệnh danh là người công chính hay là vị quản lý trung tín và khôn ngoan mà Chúa đã cắt đặt để trông coi nhà Chúa. Ngày lễ này ra đời vào thế kỷ 15 và kể từ năm 1621 đã được mừng kính trong khắp cả giáo hội. Vào năm 1847, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tôn phong Thánh Giuse làm quan thầy của toàn thể giáo hội. Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đã ghi tên Thánh Giuse vào lễ quy Roma. Đối với lịch sử giáo hội Việt Nam, ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 còn là một cột mốc quan trọng trong cuộc hành trình truyền giáo. Vào chính ngày này, ngày 19 tháng 3 năm 1627, phái đoàn truyền giáo của cha Đắc Lộ đã cập bến cửa Bạn ở đàng ngoài đem tin mừng cho dân tộc Việt Nam. Đó cũng là lý do mà Hội Thánh Việt Nam chọn Thánh Giuse làm quan thầy. Trong thánh lễ đặc biệt này, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto vì bổn mạng của Ngài là Thánh Giuse, Giuse Ratzinger, và cầu nguyện cho các ông và các anh đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Trong tâm tình và ý nghĩa đó, chúng ta hân hoan cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa và tôn vinh Thánh Cả Giuse. Nguyện xin Thánh Cả cầu thay nguyện giúp cho giáo xứ được bình an và thăng tiến, cho mọi người được yên vui, hạnh phúc, nhất là trong thời điểm mà dịch cúm COVID-19 đang hoành hành thế giới ngày nay. Giờ đây, xin quý vị bước vào thánh lễ với Linh mục Chủ tế Anthony Nguyễn Hữu Quảng cử hành mầu nhiệm thánh, kính Thánh Cả Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Cha. Xin được kính chào ông bà anh chị em. Và ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội, hay đặc biệt với giáo hội quê hương thân yêu của chúng ta, để mừng kính Thánh Cả Giuse. Xin Ngài là quan thầy của giáo hội, đặc biệt của giáo hội Việt Nam, cầu bầu cho quê hương đất nước của chúng ta, cho cộng đoàn, cho các gia đình và cho mỗi người trong chúng ta biết thực hành lời của Chúa trong cuộc đời chúng ta, như Thánh Giuse đã làm trong cuộc đời của Ngài âm thầm nhưng đã trở thành người công chính trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Trong thánh lễ này chúng ta đặc biệt nhớ tới giáo hội Việt Nam và cầu nguyện cho tất cả những anh em đã chọn tên Thánh Giuse là quan thầy của mình. Xin Thánh Nhân phù trợ cho quê hương đất nước chúng ta và cho mỗi người trong chúng ta. Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ở bên hiệu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và cho đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an nơi đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Ngài Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Ngài con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Ngài Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhắm lại chúng con cầu ban.
thánh và trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Kitô để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến chí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chương thứ hai. Hồi ấy có lời Đức Chúa phán với ông Na-thân rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là Đa-vít. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở lên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin
mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham. Nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vẫn tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thân điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ của Đức Giêsu trải hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm thế với cha mẹ của con? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng mà tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng cha mẹ, trở về Nazareth và hằng phong phục các ngài. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài Thánh Chúa. Thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Thánh cả Giuse, làm sao mà Ngài được gọi là Thánh cả? Làm sao Ngài là một người vĩ đại trong giữa các thần thánh trên trời? Thứ nhất, có thể nói Thánh Giuse là một người công chính như trong các bài đọc tập trung vào ngày hôm nay. Và để tôn vinh và xác nhận vị cao cả của Thánh Giuse trong chương trình cứu độ giờ kinh phụng vụ sáng nay, có ca lên rằng: Đây Chúa Tể Càn Khôn, đây Thượng Đế, một dấu tay là địa ngục hãi hùng, cả thiên đình đều phụng mệnh khiêm cung mà không quản vâng ý Ngài trọn vẹn. Trong khi đó thì Thánh Bernardo trong bài đọc của kinh sách đã lý giải cái vai trò của Thánh Giuse như sau. Nếu bạn muốn nói đến một vị thế của Thánh Giuse trong hội thánh thì không phải thế này sao? Thánh nhân chính là con người được tuyển chọn, con người đặc biệt. Nhờ có thánh nhân đứng bảo lãnh mà Đức Kitô đã vào trần gian một cách hợp pháp. Vậy nếu toàn thể hội thánh mắc nợ Đức Mẹ Đồng Trinh, vì nhờ mẹ mà hội thánh đón nhận được Đức Kitô, thì sau Đức Mẹ, Thánh Giuse phải được hội thánh biết ơn và tôn kính hơn hết. Nhưng còn điều gì khác nữa khiến Thánh Giuse được tôn vinh, trọng vọng như thế? Có phải vì Ngài xuất thân
từ một gia đình danh vọng, vọng tộc như Thánh Sử Matthew và Luca đã trình bày. Ông là con cháu của vua David, thuộc hoàng tộc David, thuộc dòng dõi David. Có phải vì ý nghĩa đó mà bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đã chọn trích từ sách thứ hai của Samuel để nhắc nhớ lại cái giao ước của Thiên Chúa dành cho David là sẽ thiết lập cho David một nhà chính là dòng dõi kế vị của vương quyền bền vững thiên thu. Và tin mừng Thánh Matthew đã xác nhận cái mắc xích liên tục trong cái chuỗi huyết tộc vương giả mà Thánh Giuse được dự phần. Ông Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ của Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Và trong lịch sử của loài người, có người danh vọng trong dòng tộc, thế nhưng chẳng được tôn vinh. Hay là vì Thánh Giuse đã để lại những cái công trình vĩ đại, những tác phẩm danh tiếng, những lời vàng ngọc làm thước đo về luân lý cho cuộc sống của nhân sinh. Điều này thì hoàn toàn không. Phúc âm không đề cập đến một lời nào của Thánh Giuse ngoài trừ nói Ngài là người thậm bọc quê Nazareth. Và cũng chẳng ghi lại một tác phẩm nào hoặc một công trình nghệ thuật nào, một tâm linh nào của Ngài, cả đến người con mà người có công chăm sóc nuôi dạy, bao bọc từ tấm bé cho đến khôn lớn, cũng chỉ là người con nuôi, con theo giấy tờ, chứ không hoàn toàn do dòng máu huyết. Cũng chính vì sự kiện này mà ngay từ buổi đầu thai của Đức Giêsu còn trong lòng mẹ, Thánh Giuse đã một phen bối rối, băn khoăn đến độ không có thiên thần hiện ra để báo mộng mặc khải. Chắc Thánh Giuse đã khăn gói lên đường, bôn tẩu cao bay xa chạy để khỏi gây nên vụ án thảm khốc cho người yêu là Maria, trong trắng và dịu dàng. Như vậy thì điều gì đã khiến Thánh Giuse được ca tụng, cao rao và đặt trên bệ thờ để muôn người ngưỡng vọng tôn kính của dân chúa, của đợi, của môn thuở? Thưa, chỉ cần một nhân đức thôi, đó chính là nhân đức công chính. Thánh Giuse được gọi là người công chính. Đó là lời giới thiệu cao quý nhất mà phúc âm của Chúa Giêsu do Thánh Matthew đã dành cho Thánh cả Giuse ngay ở đầu phúc âm. Nếu diễn từ đầy thánh sủng là lời của thiên sứ dành cho Đức Trinh Nữ Maria như là biểu dương trọn vẹn nhân phẩm của Đức Mẹ thế nào, thì điển ngữ người công chính cũng tóm gọn cái phẩm giá và nhân đức của Thánh Giuse như vậy. Trong Cựu Ước, công chính là cái đức tính của người tuân giữ trọn vẹn lề luật, công bình với mọi người, và theo một nghĩa rộng hơn, đó là sự thánh thiện của bản thân hay ít nhất của một nếp sống đầy nhân đức. Công chính là trái nghiệp, trái ngược với tội lỗi. Và người công chính là người sống theo lẽ phải, chỉ làm điều thiện, không bao giờ làm điều ác, điều tội. Tóm lại, người công chính có đủ mọi nhân đức, vì đức công chính là đức toàn thiện, toàn hảo, như Thánh John Kim Khẩu, tiến sĩ của Hội Thánh đã nhận định. Thông thường nhất, người công chính được khen ngợi bằng sự tuân thủ các lề luật và các giới răn của Thiên Chúa, như phúc âm Thánh Luca đã viết về hai ông bà Zacharia và Elizabeth. Cả hai đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, đi theo đường lối người truyền dạy, không ai chê trách được điều gì. Những người biệt phái và thông giáo thời đó cũng tự cho mình là người công chính vì đã chăm chỉ giữ lề luật. Nhưng đó chỉ là thứ công chính che giấu một lương tâm suy đồi, khiến họ chỉ biết giữ hình thức lề luật mà khinh cả cái sự công bình và bác ái. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã lên án cái lối giữ lề luật như vậy
Và Chúa đã đòi hỏi nơi các tông đồ của mình đức công chính mới trội vượt hơn nhiều. Sự công chính của nước trời là khiêm nhường, thành thật, không giả hình, không phô trương, đạo đức nội tâm, lương tâm trong sáng, siêu thoát của cải, cậy tin đấng quan phòng, làm cho người khác tất cả những gì mình muốn người khác làm cho mình. Tóm lại, đó là đức ái toàn thiện của Kitô giáo. Điển ngữ người công chính mang ý nghĩa trọn vẹn nhất trong câu nói của viên đại đội trưởng của quân binh La Mã khi chứng kiến cái thái độ phi thường và nghe những lời bất tử của Chúa Giêsu trên thập giá, lại thấy những hiện tượng lạ kinh hoàng đã xảy ra lúc Chúa chút hơi thở cuối cùng. Ông đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa và nói: chắc hẳn ông này là người công chính. Người công chính ở đây không phải chỉ là người vô tội như Phi-la-tô đã tuyên xưng, mà phải là bậc toàn thiện, đấng chí thánh, hơn nữa là chính con Thiên Chúa theo bản văn của Thánh Ma-thêu và Thánh Ma-cô. Thứ hai, Giu-se là người cao cả bởi vì Ngài là người quản lý của mầu nhiệm Thiên Chúa. Và cũng từ nhân đức công chính đó, Thánh Giu-se xứng đáng được Thiên Chúa ký thác để gìn giữ mầu nhiệm Thiên Chúa theo quảng diễn của tông huấn Redemptoris Costus, đấng hộ thủ của đấng cứu thế của cố của Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Chúng ta cũng dừng lại để suy niệm đôi điều về nội dung của tông huấn này. Đức Thánh Cha, trong khi nêu nổi bật đức tin của Thánh cả Giuse đối chiếu với đức tin của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã làm rõ cái sứ mệnh quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, của Thánh cả. Bằng một cách đặc thù và phi thường, Thánh Giuse đã trở nên người được ký thác mầu nhiệm giữ kín từ muôn thuở trong Thiên Chúa. Thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu gọi phục vụ bản thân của Đức Giêsu Kitô và sứ mệnh của người bằng cách thực hành quyền làm cha của mình. Chính bằng cách ấy, khi thời gian đến hồi viên mãn, người được cộng tác vào mầu nhiệm vĩ đại của công trình cứu chuộc và người đích thực là vị thừa quản của ơn cứu độ, Đức Maria là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa đã được chuẩn bị từ muôn thuở cho sứ mệnh làm mẹ. Còn Thánh Giuse, người mà Thiên Chúa đã chọn làm phối trí viên sắp đặt mọi sự cho Chúa ra đời, người có trách nhiệm lo liệu chu cấp cho mọi sự cho con của Thiên Chúa bước vào trần gian trong trật tự, nghĩa là tôn trọng mọi ý định của Thiên Chúa và lề luật của con người. Trọn vẹn đời sống riêng tư hay ẩn trật của Chúa Giêsu đều được trao phó cho Thánh cả Giuse trông coi. Cái ý nghĩa này thật cũng đã toát lên trong cái lời cầu nguyện mà chúng ta vừa lắng nghe, lời cầu nguyện đầu của thánh lễ ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình mà người đã khởi đầu. Qua những một vài suy tư về thánh cả Giuse, chúng ta cảm ơn Chúa đã tặng ban cho chúng ta một mẫu gương của một vị thánh âm thầm nhưng Ngài thật là cao cả trên nước trời, cao cả trong hội thánh của Chúa. Chúng ta xin thánh nhân cầu bầu cho giáo hội quê hương thân yêu của chúng ta và cho mỗi người trong chúng ta cũng biết sống theo tinh thần của thánh cả Giuse mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên để đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi đời Chúa Cha từ trước muôn đời,
Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thật. Cùng ăn thề với Đức Chúa Cha, người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chưa đóng lãnh và thật gia đình chúng ta ở văn phòng siêu kim lao, người chưa cố hình và mai tan ngày thứ ba người sống lại như là thánh linh, người lên trời người bên yêu nơi chúa cha và người sẽ cho những sống liên quan để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ buồn. Tôi tin tình nơi chúa thánh thần là thiên chúa và là đấng ban sự sống, người với nơi chúa cha và nơi chúa không ông linh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã từ ban tiên tri mà ban dân. Tôi tin vào thánh linh, thánh thiên, công giáo và công thần. Tôi tin xưng hô một phép rửa về tha tội. Tôi trong lời kể trên sông lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, giờ đây hiệp thông với nhau và qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, chúng ta dâng lên Thiên Chúa các cái tâm tư cầu nguyện của chúng ta. Trong ngày kính Thánh Giuse, chúng con xin Chúa giúp chúng con biết học đòi gương Thánh cả, biết sống mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, sống tình cha trong tình yêu thương hiệp nhất của giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Chúng con cầu nguyện cho giáo hội, quê hương chúng con được mọi sự may lành và theo gương Thánh cả Giuse để bảo vệ đức tin, yêu, hy vọng vào Chúa và vào giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Như một đại gia đình của giáo hội, chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ được nhiều sức lực can đảm dẫn dắt đoàn Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa đón lời chúng con. Chúng con cầu cho gia đình chúng con, xin Chúa giúp chúng con khôn ngoan, nhấn lại, hy sinh theo gương Thánh Giuse, hầu xây dựng gia đình thành mái ấm yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu nguyện cho tất cả những người trong thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con đã lìa trần được Chúa ân thưởng trong nhà cha trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Đức Kitô nguồn mạch của mọi hồng ân, qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, xin Chúa đón nhận tất cả các tâm tư khẩn nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Châm hương thơm bay về thiên đường, nguyện tình yêu Chúa thánh hoa cho lễ dâng. Đây bay thơm nồng, đây chén rượu hồng, làm thành lễ vật dâng về cho chi nhân. Chúc tụng nào
Anh chị em ấy cầu nguyện nên lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con mỗi trưa, Đấng đã sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, nay xin cũng rộng lòng thương ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cư hành lễ tế tạ ơn trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hoàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh khi tuyên dương công trang của các ngài. Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa từ nếp sống của các ngài. Chúa ban cho chúng con một gương sáng nhờ sự hiệp thông với các ngài. Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc nhờ lời các ngài chuyến cầu. Chúa ban ơn trợ giúp chúng con nhờ những chứng nhân như thế. Như vậy nâng đỡ chúng con xông vào chiến tranh, dám sẵn sàng đắm vắt phần thưởng chiến thắng cùng với các ngài. Chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hăng hái hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô sợ. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn của mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu dâng ước mới và vinh kiêu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trên và tiên xưng Chúa sau này, cho tôi vinh Chúa lên. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phong sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bậc quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho ấy thấy được và hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa,
Thánh cả Giuse 300 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha đã sanh, nước Cha trị nên, ý Cha thành hình nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa tham dục, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trỗi lại cho các tông đồ, Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ai chưa ngữ lời con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình máu Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời. Thank you.
thương trông đê khắp muôn nơi đang gặp đầy bao thử thách. Cuộc sống đôi trôi biết bao thăng trầm, thuyền cuộc đời còn đắm trong mê lầm. Khẩn xin Ngài thương đỡ nâng bên Ngài đầy đường vinh quang đời xa. Nguyện Ngài dù thương khấn xin muôn ân, cầu bầu cùng Chúa xuống cho gian trần. Khắp nơi cảm mến hồng ân người Ngài. Ôi thầy Thánh Giuse quyền cao xa, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cải Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa được tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ xong, chúc anh chị em ra về bình yên. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.